Chào mừng các bạn đã đến với channel của Meta.vn mua sắm trực tuyến. Và trong video ngày hôm nay thì Meta sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm máy lọc nước Breeze Delica UR5840. Đây là sản phẩm máy lọc nước âm tủ được thiết kế phần lọc chính ở phía dưới tủ bếp, phần vòi và bàn điều khiển thiết kế gọn gàng ngay ở phía trên. Và chiếc máy lọc nước này có ưu điểm là công suất lọc nhanh với 2 lít trên phút. Ngoài ra thì có đèn LED hiển thị màn hình chất lượng nước cũng như là tuổi thọ bộ lọc và LED UV diệt khuẩn cho dòng nước đi ra, nên là rất nhiều người yêu thích cũng như là yên tâm khi mà đầu tư sản phẩm này. Thế bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm. Với nguyên bộ sản phẩm máy lọc nước này thì sẽ bao gồm một thân máy chính là máy lọc nước. Đi kèm sẽ có các phụ kiện như là các ống dẫn, phụ kiện lắp đặt, đầu nối, bộ nguồn và bộ vòi nước. Và hãng cũng đã đi kèm một sổ tay hướng dẫn sử dụng chiếc máy lọc nước này, đều có chú thích bằng tiếng Việt. Sẽ bao gồm tên các bộ phận của máy, các bộ lọc, phụ kiện, những đồ dùng chúng ta cần phải có để lắp đặt máy, hướng dẫn sử dụng cũng như là các lưu ý trong quá trình sử dụng sản phẩm. Các bạn có thể theo dõi ở trong quyển hướng dẫn sử dụng này rất là chi tiết. Đầu tiên phải nói về thiết kế thì Breeze 5840 là dạng âm tủ bếp, tức là phần lọc của máy chính sẽ được bố trí ở dưới bồn bếp, phần vòi lấy nước và điều khiển thì ở bên trên bồn rửa gần vòi nước. Nước từ máy lọc không chỉ dùng để uống mà còn dùng để nấu ăn, nên là việc bố trí như vậy không chỉ đẹp, gọn gàng mà còn thuận tiện cho việc sử dụng. Vòi nước và cụm điều khiển được làm bằng inox 304 và hoàn thiện dạng mờ để hạn chế bám vân tay, bám bẩn, cũng như là không bóng loáng, nhìn xịn và dễ hợp với bối cảnh khác nhau. Đối với phần thân máy chính thì cũng được thiết kế hoàn thiện, kích thước khoảng bằng một máy tính cây cỡ trung bình, hoàn thiện bên ngoài loại nhựa an toàn thực phẩm, không chứa BPA. Phần thân chính của máy có màu trắng bo góc và hoàn thiện bóng mờ nên là cũng dễ nhìn. Các phần được kết nối ở bố trí phía sau lưng máy, Breeze đúc nguyên khối thân máy chính, các vòi nước thì được nối trực tiếp vào, bộ phận lọc thì cũng nối thẳng vào khung máy được đúc. Việc này giúp giảm được tối đa các vết nối, các đầu nối. Như vậy là hạn chế tối đa được rủi ro rò rỉ cũng như là hạn chế được việc xỉ nước hay việc xâm nhập vào hệ thống của không khí bên ngoài. Ngay cụm điều khiển ở vòi nước thì cũng hiển thị tuổi thọ lõi lọc theo thời gian thực. Ba lõi lọc ở thân máy chính sẽ tương ứng với ba cột biểu đồ trên này. Toàn bộ phần lõi lọc sẽ được bố trí ở thân máy chính. Máy lọc nước Breeze Delica UR5840 áp dụng công nghệ lọc DuraViva độc quyền, tích hợp màng lọc thẩm thấu ngược RO với 5 bức lọc tích hợp trong 3 lõi lọc. Lõi thứ nhất là lõi PGP, đây là lõi lọc 3-1, trong đó sẽ có màng PP, lõi PGP, loại bỏ tạp chất kích thước lớn như là cát, rỉ, sắt, những tạp chất nhìn thấy được. Màng carbon cấp, lõi PGP, loại bỏ clo và các hợp chất hữu cơ như là thuốc trừ sâu, hấp thụ các chất gây mùi, vị lạ trong nước. Màng PP, lõi PGP, loại bỏ chất nhiễm bẩn thô và mịn, kéo dài thời gian sử dụng của bộ lọc than hoạt tính và RO. Thường thì thời gian sử dụng của lõi này từ 6 đến 12 tháng. Tiếp theo là lõi RO, loại bỏ các chất rắn hòa tan và kim loại nặng như là arsen, trì, thủy ngân, loại bỏ vi khuẩn, virus, ký sinh trùng. Và lõi CTO màng carbon, lõi này thì có tác dụng loại bỏ clo, mùi, màu, vị lại, giúp nước có vị ngon sau lọc, thời gian sử dụng thường là 6 đến 12 tháng. Và chúng ta còn nhìn thấy ở đây đó là vòi nước điện tử được trang bị UV diệt khuẩn. Như vậy thì nước sẽ được diệt khuẩn tránh tái nhiễm khi đi ra khỏi vòi. Đây là một giải pháp đơn giản nhưng thông minh, mang lại hiệu quả cao trong việc làm nước sạch cũng như là một sự chắc chắn là nước sạch đi ra khỏi vòi. Vừa rồi là thông tin về máy lọc nước âm tủ Breeze Delica UR5840. Về thông số kỹ thuật cũng như là chi tiết sản phẩm thì các bạn có thể tham khảo thêm ở website meta.vn hoặc là đường link trong phần nội dung của video này. Hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới hotline của Meta để được tư vấn tại Hà Nội 024-3568-6969, Thành phố Hồ Chí Minh 028-3833-6666. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới.